Thưa quý vị, những ngày này trên khắp các đồi chè tại huyện Thanh Sơn, bà con nông dân đang tất bật thu hái chè xuân trong không khí náo nức phấn khởi. Chè xuân là lứa chè đầu tiên của năm, tuy năng suất không cao nhưng sản phẩm được thị trường ưa chuộng bởi hương vị đậm đà, thơm, ngọt, giá bán cũng cao hơn so với chè chính vụ trong năm. Thục Luyện là một trong những xã có diện tích trồng chè lớn của huyện Thanh Sơn với gần 300 hectare. Năm nay thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nên bà con nông dân thu hoạch chè xuân muộn hơn mọi năm. Đồi chè của gia đình ông Tiếp có diện tích hơn 2 hectare với các loại chè Bát Tiên và PH1. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng chè, ngay sau khi thu hoạch lứa chè cuối vụ 2021, gia đình ông đã tập trung đốn tỉa, làm cỏ, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Nhờ vậy, chè xuân cho nhiều búp, lá đẹp, dự kiến thu được hơn 2 tấn. Việc thu hoạch được thực hiện bằng phương pháp hái tay thủ công. Nhà tôi thì có hai ba loại chè, như riêng cái chè Bát Tiên này là nếu mà hái là phải hái vào trời nắng, đấy, hoặc là nếu mà không có nắng là hái vào lúc khô sương. Nói chung là năm nay cái giá nó rất ổn định. Nếu mà chè Bát Tiên này thì có khi là công nó lên tới 600-700, đấy, nói chung là công lao động tương đối là cao. Hiện nay huyện Thanh Sơn có trên 2.300 hecta chè xuân cho thu hoạch, năng suất ước đạt 116 tạ chè búp tươi trên 1 hecta. Giá bán chè tươi thái tay hiện dao động ở mức 10 đến 20.000 đồng 1 kg, có loại đặc sản lên đến 50.000 đồng 1 kg. Để đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm, huyện Thanh Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng mới, cải tạo diện tích chè già cỗi bằng giống chè mới cho năng suất cao. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái chè đúng kỹ thuật. Đối với hợp xã từ sau khi thành lập đến bây giờ thì cũng định hướng phát triển cho các xã song song hai hướng là sản xuất chè hữu cơ cũng như là sản xuất hướng chè đặc sản đặc trưng của vùng núi Phú Thọ, đưa giống chè năng suất cao, chất lượng cao hơn và sản xuất để thay dần những giống chè kém năng suất. Sản phẩm chè xuân được mùa, được giá mang lại niềm vui, phấn khởi cho bà con nông dân, tạo động lực để bà con tiếp tục mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng chè theo tiêu chuẩn sạch, an toàn, từng bước đưa thương hiệu chè Phú Thọ vươn xa. Giờ đây, cây chè đã trở thành cây trồng chủ lực ở Thanh Sơn, không những tạo việc làm cho lao động địa phương mà nhiều hộ kinh tế ngày càng khá giả nhờ trồng chè.